Anh em chào tất cả anh em nhá. Thì hàng mới về này, chúng tôi đang tiến hành chỉnh sửa lại cũng như là cắt lại đầu rễ nhá. Thì đây là một trong những chàng trai trẻ mà đang nổi đình nổi đám trên các kênh YouTube, đặc biệt là kênh của Trung Bonsai. Đây là những tác phẩm anh Hòa anh vừa giao dịch về, thì thực ra là vào một lúc là 10 tác phẩm luôn anh em ạ. Đấy, về 13, nhà thì 13 tác phẩm. Anh em đã lấy 3 tác phẩm rồi, thì còn 10 tác phẩm là tiến hành chỉnh sửa lại. Thì đang bắt đầu vào hè rồi thì đây là anh em ạ. Những tác phẩm này có liên hạt nhà Hoa nhỉ? Dạ vâng. Anh em nhá, thì khi mà vừa mua giao dịch về thì anh em đến bỏ hết cái rễ cũ đúng không? Vâng. Ta tiến hành nào? Để cho nó bóc bỏ hết đây. Thì Hoa ơi, thế em bỏ một cái chậu lên này không vỡ đâu. Mà làm như bây giờ. Đấy, làm xong nó tí sạch sẽ cho vào trong. À, thì cứ cho lên keo tí đây này. Lọc chỉnh sửa hết bộ rễ đúng không? Vâng. Làm sạch sẽ. Cái này nó cũng hơi cao tí Hoa nhỉ, cái đầu à? À tiêm hạ. À thế à. Đây đang làm bệ. À, quyết định làm bệ á. Đấy anh em nhá, anh em xem cái cách mà lọc bệ nhá, thì thực ra là mình có để rễ nhiều quá cũng không tốt. Khi mà tiến hành cắt triệt để đây, cắt đấy, lại đang cắt đấy. Ui mày xem mày bê cho anh Hòa cái ghế đây thế nào. Nhìn khổ quá đây mà. Có cái ghế nhỏ nào đâu. Em cứ bê một cái ghế đây, một cái xô đây. Luôn như... Tác phẩm thứ nhất anh em nhá, là lược lại bộ rễ này. Làm bộ chân móng rồng cho anh em xem là cái cách mà các anh làm nhá. Bỏ vào trong đây đây, đấy, ngồi đấy. Đấy nhá, đúng rồi, ngồi đấy luôn đi, ngồi lên trên đấy đi. Anh em ơi, vì này đang thiếu tiền, vừa rồi là trúng 2 tỷ tiền cây là đang thiếu tiền anh em ạ. Nói 2 tỷ thì không phải, nhưng mà một vài trăm thì chắc là có. Và tiến hành khai phá nhá. Vì những tác phẩm như này thì anh em nào mà còn thích, chúng tôi chỉ dọn qua thôi. Anh em mà thích khai phá thêm thì về tại khai phá thêm. Đấy, cái ngọn nó cũng hơi cao, đầu nó. Nhưng mà cái độ chun của nó đúng không? Vâng, độ chun của nó, độ già của nó thì đã đang là bắt đầu rồi, tiến hành rồi. Con này thì Hòa có ý định chỉnh sửa gì không? Nói chung là em hạ thủ nó tương đối đến tầm 85%. Còn là để còn là 15% là anh em. Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy là làm về nào cũng là quá chặt rồi. Tú nông giúp gì em từ giữa giờ hay là nó sang đây ăn cơm xong về vậy? Nó ngủ ở đây từ sáng rồi. À. Tú ở trong kia cũng là một trong những chàng trai đang là nỗ lực trồng phá cây nhá. Phá rất là nhiều. Con này thì, nếu mà giao lưu tại vườn thì khoảng bao nhiêu hả nhỉ? Đẹp đấy. 25 triệu. Khoảng 25 triệu thôi anh em nhé. Thì cái giá của anh Hoài đưa ra thì anh em có thể tham khảo thôi. Thì đây là những cái cây mà rất đẹp. Hôm nay cho anh em xem là cái cách mà khai phá cũng như được những cái rễ nhá. Đó. Như cái rễ mà ngày xưa là nó phải nói anh em tiếc lắm đúng không? Vâng. Ngày xưa chỉ một cái rễ không là đã tiếc rồi. Nhưng mà ở đây anh em này, cái rễ này nó dài. Nó dài đây này. Dư bệ. Dư này. Nào anh em này. Lược hết này, anh em xem thì bóng cũng phải bỏ, bóng bây giờ cũng phải bỏ rồi, bây giờ làm sao chỉ có một người bê thôi, hơi nặng tay một tí là đẹp rồi. À, anh em xem là sau khi tác phẩm này nhá, anh Hoài khai phá ra anh em xem cái kết quả nó có cái gì thay đổi không. Tôi nghĩ là tay chân anh Hoài cũng phải thu gọn lại chứ còn nhìn về phôi không, tôi nhìn đã thích rồi ấy. À, Tú đang ở trong kia anh em ạ, âm thầm làm thôi, âm thầm lặng lẽ. Tí nữa tôi sẽ mua rồi, cứ làm xong là giả 500 thôi. Cứ làm xong thì bắt đầu đâu. Đừng thôi, vì thằng Tú đấy làm rất là giỏi đấy, rất là làm vội thì làm vội. Về là cứ đình đình như là ấy, nó bảo cứ Tú nó bảo bây giờ anh lại ra cứ đình đình hóa làm xong cũng mua. Đây là mình cũng phải đình thôi. Cứ từ từ đâu sẽ vào đấy, để anh em quay cho anh em xem nha. Đấy, bây giờ thu lại chỉ có 10 phần, hơn 10 phần tí thôi. Nhưng mà thực ra là quá đẹp luôn. Độ chất của nó thì cây xanh này thì lá thì nó là năm liên hạt nên là lá nó rất là đẹp. Cái độ chun của nó có rồi. Nếu bác nào tư duy tốt nhá. Đấy, thì em sẽ đặt số điện thoại lên trên màn hình để cho các bác nhưng là tự liên lạc với chủ vườn thì nó dễ hơn, chứ còn qua kênh Trung Bonsai thì nhiều lúc là đang nằm với vợ 1 2 giờ đêm mà anh gọi là nó khó nghe lắm. Đang là làm việc thì công việc ban ngày là ta đi quay đi kiếm cơm, và tối về thì cũng phải phục vụ một tí nên là đôi lúc là nó cũng hơi mất ngủ. Vừa hành sự xong mà có cuộc điện thoại nên nhiều lúc nó cũng mất ngủ, mà nhất là anh Tú cơ cả, vợ con là cứ một ngày mà hai ngày không thấy đâu cả. Ồ vậy cần phấn ở đây, cần phấn ở đây, chết hỏng hết bánh kẹo mà
cũng thông báo cho anh em làng cây cảnh, anh em nào quan tâm đến những tác phẩm của anh Tú nhá, anh Tú đang có một số tác phẩm cây công trình rất là đẹp, là những cây trứng gà này, cây hồng quân này. Thì anh em liên lạc nhá, thì anh Tú anh sắp xây nhà rồi, anh em có thể ép giá. Chưa để em ra, đặc biệt là anh em Nga Sơn, đúng không? Chiều mai bỏ móng rồi đấy. Chiều mai bỏ móng nữa à? Có lẽ là vào ép giá quả này là hay đấy, đúng không ạ? Mà anh em bữa rửa móng là gì? Nhưng mà anh em có được rửa móng không? Nói thật đi, ở bên nước người ta hay có cái chương trình rửa móng đấy. Có mời thì anh em vẫn đến. Thì thôi, mình chẳng nhẽ bây giờ làm sao, đúng không? Em nó có công việc lớn mình không đến thì nó trách móc và tính thằng đấy nó hay tắt mắt lắm. Tính này để ý. Để ý nó mình đến. Lại khóc đấy rồi chết. Làm vài con vịt và ăn gà rồi là tôm cua gì đấy anh em. Ăn đỡ vậy. Quay vào tác phẩm chính nha, bắt đầu cắt rồi anh em ạ. Đấy, tư duy cắt trên đấy. Đấy. Quyết định hạ ngọn rồi anh em ạ. Cái tác phẩm này anh em xem sau khi anh em và anh cắt thành hai cây nhỉ? Yeah, có nghĩa là cái ngọn này, hai cây này, cái ngọn đấy, vừa nói cái ngọn phát thằng cái xin luôn, lấy đòi này luôn, thằng công nhân là thằng người tham anh em ạ. Tôi quay về tôi chỉ mong chờ cái ngọn này này. Ba vai rồi, ba vai mà vì nó là nhanh ngủ hơn cái đòn gánh vậy, ba vai mà cũng đây chứ. Đấy, cắt tư duy cắt và tư duy cắt anh em ạ. Anh em xem là sau khi cắt nhé, đuôi ra xem hỗ trợ đỡ cái đầu cái nào. Quay này tí hoa ơi, quay này tí, cái mặt kia nó đẹp, mặt kia đấy đấy, mặt đấy, rồi cho anh em xem nhá. Cắt trước xem thế nào, cắt tiếp. Rồi. Thực ra tôi đề nghị là hai ông mai là có cái một kênh mới à? Đấy, anh em đang tiến hành hạ ngọn đây anh em ạ. Bệ đẹp quá. Anh Tú xin đăng cai ngọn này anh em ạ. Mình đến sau nên là đấy, ba vai của Tú này. Ê, 100.000 rồi. 50.000 rồi. Sướng quá. Cái này 50.000 rồi. Đấy, vào tay Tú là có tiền ngay. Anh em thấy chưa? Nhét cắt đầu tiên đã thấy là cây nó có giá trị rất là cao rồi. Không biết là nhét cắt thứ hai này thu tiếp à? Theo tôi là mẹ thu triệt để đấy. Thu cái cành kia vào. Xem đến sau là tiếp. Ok nhé, thì số điện thoại thì vẫn không có gì thay đổi, ra đây nhắc rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn là quên anh em ạ. Số điện thoại nó... Phải đọc luôn số điện thoại cho anh em nhỉ? 0344 584 234 234 nhá. Đấy là số điện thoại anh Hòa nhá. Đấy. Tuy rằng cắt như thế là đã đẹp lắm rồi nhưng mà tôi vẫn thích là anh Hòa đấy. Như đấy, đấy thì này phải hạ trên. Hạ trên. Đây là đấy, đẹp cực kỳ luôn. Thực ra cây này nó bệ, tôi không chê điểm nào rồi, chê mỗi cái chiều cao của nó thôi anh em ạ. Nhà cắt thứ hai rồi. Cắt luôn cái cục to này, cục to. Đây là có mắt không? Không rồi, cắt một nhát mà đã lên mười mấy triệu rồi, cần nhát cắt này không biết là có lên tiền không. Anh em ơi, anh em nào cảm thấy hợp nhãn hợp quang thì ép giá nhá. Vì đây là nhát cắt nó không biết là mất tiền hay là có thêm tiền thì anh em ạ. À, anh em cứ ép giá thoải mái cho tôi. Đấy, hôm nay sẽ tiến hành làm 13 tác phẩm rồi, chung bonsai cố gắng ở từ giờ đến đêm rồi sẽ. Đang chiêu đây anh em ạ, cắt một phát là cắt sai, một phát là nó cũng đi cả một vấn đề đấy. Cái cây cối này thực ra là nối, nối nó cả một vấn đề chứ không phải là không đâu. Đấy, lại có nhát cắt thứ hai rồi. Người 3-5 cân mà cắt rất là khỏe anh em ạ. Cưa lại cưa cùn nữa chứ. Mà cắt đấy anh em xem. Cưa nhặt đấy. Nó vậy chứ hàng nó hàng già. Hàng nó già đây ghê. Lại phát nữa rồi. Tú có ăn được vắt nhá này anh em ạ. Chưa thôi. Ngạ bắt đầu Tú lại tích. Từ cách là tôi bảo tôi ra đây quay bắt Tú sang ngay anh em ạ. Vì sợ là nó nhớ. Nhớ xin đấy. Đẹp. Đẹp quá. Ấy cái tí cầm tiền của anh vào mua trong Hòa cái bàn xoay nhá. Cao cao đi. Hai bàn xoay đi kia kìa anh ạ. Thực sơn bonsai nó cần đầu tư hàng năm sau cái bàn xoay. Em hai cái được vứt chung kia kìa. Vẫn là ngọt tinh giữa anh ạ.
cắt ra nhựa này, nhựa ra khỏe lắm, cây này quá khỏe, nhựa rõ. Anh em lưu ý nhá, khi mà cái tác phẩm mà anh Hòa dọn xong là anh em để nên lưu ý để 1 đến 2 ngày ta phải tiến hành cấy để cho nó xe đầu rễ lại cũng như là cái đầu rễ dưới này nó xe lại. Thì anh em cấy là lúc đấy là cây nó sẽ đang là độ kiệt nó đã có mà. Thì bắt đầu ta tiến hành làm đất tốt ta cấy nhá, thì lúc đấy thì cây nó sẽ rất là khỏe. Đấy. Như tôi nghĩ là bệ về là lọc về là quá ngon đấy, và đừng lọc nữa. Bệ về rồi, bệ lọc quá nhiều. Là giờ em chỉ dụ như cái nào thập thò thì cái nào bớt cái dài thôi. Chứ cũng không phang mạnh. Chứ nhìn đây là phang nữa là chết đấy. Chuyện thằng Tú nó chết đấy. Cứ rồi côn cứ rụt thịt tệ quá nè, con phải để cho người ta cắt đấy. Cứ lụn rồi thì cứ là phải lụn vừa thôi. Đúng rồi, đang làm đấy chứ. Con này nếu đây, con này nhìn vào màn hình là nó cũng tương đối rồi đấy. Tôi theo tôi nhá là để vậy ạ, để anh em người ta tư duy. Anh em là muốn đây này, chứ còn để vậy này, đôi khi Hòa mà nhìn vào màn hình thì nhìn nó khác hẳn luôn. Và đây này, nhưng vì thực ra là ta nhìn vào màn hình thì ta với anh nhiều lúc thu đến đây rồi. Không, thu đấy mẹ, thu đấy cả vấn đề đấy ông ạ. Đúng không? Ông cứ để vậy để cho người ta, nếu người ta thích cắt thua thất vì người ta thu tiếp đây, thu tiếp việc người ta, nhưng mà đây là tôi thấy tương đối rồi. Với con này mình vẫn làm một con tử một con mẹ. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Mẹ vẫn để làm tông cao. Đúng rồi, tông cao hẳn, tông cao hẳn để đỡ. Con tử đây thì sau này sẽ đỡ này, chứ không phải tay riết gì đâu. Con tử thì là làm cái bóng như này. Bóng để đỡ nên đoạn trên đấy. Rồi ok nhé, tác phẩm này cũng đã ok rồi. Cũng rất mong anh em là chờ xem là tác phẩm thứ hai nhá. Tác phẩm thứ hai sẽ thế nào nhá. Đây tác phẩm này thì sau khi mà dọn dẹp cũng như là chỉnh lại bộ bệ đây thì đâu đây. Giờ cái nào đấy. Dọn sạch chưa? Mỏng dính nhá. Ok, chụp cái hình ảnh nào thôi. Đây này. Ok nhá, giờ vậy nhá. Đấy đẹp đấy. Ok. Rồi, rất mong anh em chờ đón xem bằng cách ấn nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi tác phẩm thứ hai nhá. Ok.